Hello, chào mừng các em đã quay trở lại với bài học hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải bài tập Unit 10, Our Houses in the Future. Những ngôi nhà của chúng ta trong tương lai. A. Phonetics, là phần ngữ âm. 1. Complete the words with letters dr or tr. Put the words in the correct column, then read them aloud. Hoàn thành các từ với các chữ cái dr hoặc là tr. Đặt các từ vào cột đúng, sau đó đọc to chúng. Ở đây người ta cho sẵn các từ mà chỉ thiếu cái âm đầu là dr hoặc là tr thôi. Để chúng ta nhìn vào cái phần cuối của nó và chúng ta đoán xem nó là từ gì để chúng ta ghép cái âm đầu của nó vào. Sau đó rồi đặt chúng vào hai cái cột. Một bên là các từ với âm dr và một bên là các từ với âm tr. Đầu tiên là có chữ EAM rồi. Thì chữ này chúng ta có thể biết ngay đó là từ dream ở ngay trong bài của chúng ta vừa mới học xong. Dream là giấc mơ hoặc là mơ. Danh từ là giấc mơ, động từ là mơ. Chúng ta ghép thêm âm đầu dr. Từ thứ hai, ink. Thì chúng ta có thể ghép thêm âm dr là thành drink, là danh từ đồ uống và động từ là uống. Drink. Tiếp theo, âm ive, chúng ta ghép thêm âm đầu dr thì sẽ được cái động từ drive, là lái xe. Drive. Chữ a với v kép chúng ta cũng có thể ghép với âm dr là thành động từ draw, là vẽ. ESS, chúng ta cũng có thể ghép với âm dr là thành dress, là cái váy, váy đầm. Dress. IP, chúng ta cũng có thể ghép với âm tr. Và từ này có thể ghép cả với âm tr. Thì tí nữa chúng ta sẽ ghép một âm ở trên này và một âm ở dưới này. Vì nó có hai từ thì nó đã có cho sẵn ở đây rồi. Thì trên này chúng ta ghép tr. Drip có nghĩa là nhỏ giọt, chảy nhỏ giọt. Tiếp theo AIN. Cái âm này cũng có thể ghép với âm đầu của cả hai cái âm này, dr và tr. Thì chúng ta được động từ, nếu ghép với âm dr là động từ drain. Drain nghĩa là làm ráo nước. Còn ghép với âm tr là chúng ta được từ train, là danh từ tàu hỏa. Còn động từ là huấn luyện, đào tạo. Nó có cả hai ở đây, chúng ta tí nữa chúng ta sẽ điền nốt. Đấy, chỗ này chúng ta cũng có thể điền luôn vào đây. A và R, A và L. Chúng ta ghép với tr là chúng ta được cái động từ travel. Động từ là đi lại, còn danh từ là việc đi lại. Travel. Actor. Chúng ta ghép với âm đầu là tr là chúng ta được cái từ tractor. Tractor là xe kéo. Từ tiếp theo. Từ này nếu ghép với âm đầu là tr thì chúng ta sẽ được tên một nhạc cụ là cái kèn trumpet. Và từ này đọc là trumpet. Trumpet. Trumpet, kèn trumpet. Từ số 13, từ này ghép với âm đầu tr là chúng ta được cái từ là cái quần, quần Âu, quần vải. Trouser, trouser. Từ cuối cùng cũng ghép với âm tr là thành từ cái cây, tree. Và bây giờ chúng ta sẽ ghép sắp xếp các cái từ này theo
Đúng, cột là âm R và một cột là âm tr, thế thôi. Two, read the dialogues and pay attention to the words with the sounds dr and tr. Đọc các bài hội thoại và chú ý vào các từ với các âm dr và tr. One, what are you doing? I'm drawing my dream house. I'm drinking tea. I'm looking at the water dripping from the roof. Các bạn đang làm gì vậy? Tôi đang vẽ ngôi nhà mơ ước của tôi. Tôi đang uống trà. Tôi đang nhìn nước nhỏ giọt từ trên mái nhà. Two, what do you like to do? I like to travel on a train. I like to drive a tractor and wear trousers. I like to blow the trumpet and climb a tree with my pet. Các bạn thích làm gì? Tôi thích đi trên tàu hỏa. Tôi thích lái máy kéo và mặc quần Âu. Tôi thích thổi kèn trumpet và trèo cây với mắt pet. B. Vocabulary and grammar. Từ vựng và ngữ pháp. 1. Circle one odd word, A, B, C, or D, then read them aloud. Khoanh vào một từ khác ra, A, B, C hoặc D, sau đó đọc to chúng. 1. A. Apartment, căn hộ. B. House, ngôi nhà. C. Cottage, nhà tranh. D. Factory, nhà máy. Trong bốn từ này thì từ khác ra đó là từ factory, bởi vì những cái từ kia là chỉ nhà cửa để ở, còn factory là nhà máy, không phải là nhà để ở. Nên chúng ta sẽ khoanh vào từ nó khác loại ra. Two, A, and, và. B, in, trong. C, on, trên. D, ở tại. Trong nhóm này thì chúng ta sẽ khoanh ra cái từ khác đó là and. Ba từ còn lại là giới từ chỉ vị trí, chỉ nơi chốn. Three, kitchen, phòng bếp. Window, cửa sổ. Bedroom, phòng ngủ. Living room, phòng khách. Trong nhóm này thì có từ window là từ khác ra, còn ba từ còn lại là chỉ các căn phòng trong nhà. 4. Computer, máy tính. Dishwasher, máy rửa bát. Balcony, ban công. Robot, người máy. Trong nhóm này thì balcony là từ khác ra, những từ còn lại là chỉ thiết bị máy móc. 5. City, thành phố. Building, tòa nhà. Village, ngôi làng. Countryside, miền quê, làng quê. Trong nhóm này thì từ building sẽ là từ khác ra. Building nó chỉ một cái địa điểm nhỏ, còn ba từ còn lại là chỉ một khu vực lớn. 2. Complete the sentences using the words in one. The first letter of the word is provided for you. Hoàn thành các câu sử dụng các từ ở phần 1. Chữ cái đầu tiên của từ đã được cung cấp cho bạn. 1. We live in the center of Hà Nội. Chúng tôi sống ở một cái gì đó ở trung tâm Hà Nội. Một cái gì đó mà lại bắt đầu bằng chữ A. Ở các từ trên này chúng ta thấy có các từ chữ A là at, apartment, and. Chỗ này là chúng tôi sống ở một cái gì đó. Chỗ này có mạo từ an thì chỗ này phải là một danh từ. Các từ mà bắt đầu bằng chữ A ở trên này thì chỉ có mỗi
Từ apartment là danh từ, chỉ căn hộ thôi. Còn an là liên từ, còn ớt là giới từ. Vậy ra điền từ apartment ở chỗ này. Chúng tôi sống ở một căn hộ ở trung tâm Hà Nội. Two, there is a beautiful picture, the wall of my room. Có một bức tranh đẹp, bức tường của phòng tôi. Chỗ này có the wall, thì chỗ này chúng ta sẽ thiếu giới từ, chỉ vị trí là ở bức tường. Vậy ở bức tường, các giới từ chỉ vị trí bắt đầu bằng o, ở trên này chúng ta có giới từ on, là trên, trên bức tường. Có một bức tranh đẹp trên bức tường của phòng tôi. Three, they cook and eat meals in their small. Họ nấu và ăn các bữa ăn trong cái gì đó nhỏ của họ. Trong cái gì đó nhỏ của họ mà bắt đầu bằng chữ K. Đây là một danh từ bắt đầu bằng chữ K. Ở trên này chúng ta có các từ. Và có mỗi một từ bắt đầu bằng chữ K, đó là từ kitchen, là từ căn bếp. Căn bếp hoặc là phòng bếp. Họ nấu và ăn các bữa ăn trong căn bếp nhỏ của họ. Four, I have to surf the internet. Tôi có một cái gì đó để lướt mạng. Tôi có một cái gì đó để lướt mạng. Một cái gì đó, đây là một danh từ, bởi vì có mạo từ ơ ở đây. Danh từ bắt đầu bằng chữ cờ. Trên này chúng ta có từ danh từ bắt đầu bằng chữ cờ, đó là cottage, là nhà tranh. Và từ countryside là miền quê. Từ city là thành phố. Từ computer là máy tính. Chúng ta chỉ có thể điền từ computer ở đây thôi. Computer mới lướt mạng được. Bởi vì những từ khác thì nó sẽ không phù hợp, bởi vì là tôi có một cái gì đó để lướt mạng. Chúng ta chỉ có thể điền từ computer chỗ này thôi. My uncle lives in a cottage in the... Chú của tôi sống ở một ngôi nhà tranh ở cái gì đó. Chú của tôi sống ở một ngôi nhà tranh ở. Một từ bắt đầu bằng chữ V. Chúng ta có từ bắt đầu bằng chữ V, đó là từ village, ngôi làng. Chú của tôi sống ở một ngôi nhà tranh ở một ngôi làng, ở ngôi làng hoặc là ở làng. Three, complete the crossword puzzle. Hoàn thành trò chơi ô chữ. Across là hàng ngang. One, in the future, we will have to learn English. Trong tương lai, chúng ta sẽ có một cái gì đó để học tiếng Anh. Một cái gì đó để học tiếng Anh. Ô chữ ở hàng ngang thứ nhất gồm có 5 chữ cái mà lại có chỗ ở giữa. Mà cái gì đó có thể học được tiếng Anh. Chỗ này sẽ là từ phone, cái điện thoại. Trong tương lai, chúng ta sẽ có một cái điện thoại để học tiếng Anh. Two, they will have to surf the internet. Họ sẽ có một cái gì đó để lướt mạng. Hàng ngang số 2 cũng là một từ gồm có 5 chữ cái, lại có chữ T ở giữa. Ở trong bài chúng ta thấy có nhắc đến cái đồng hồ. Cái đồng hồ có thể lướt mạng. Chúng ta có thể đoán được cái từ này nào. Cái đồng hồ. Watch. Họ sẽ có một cái đồng hồ để lướt mạng. Three, she will have a that cleans dishes without water.
Cô ấy sẽ có một cái gì đó để rửa chén bát mà không cần nước. Hàng ngang số 3 là một từ rất là dài. Cái gì để rửa chén bát thì chỉ có là cái máy rửa chén thôi. Máy rửa chén có từ dishwasher. Dishwasher. Washer. Và cái máy rửa chén bát. Four. We will have a to look after the children. Chúng ta sẽ có một cái gì đó để trông nom trẻ con. Look after là trông nom. Hàng ngang số 4 là gồm một từ gồm có 5 chữ cái, có R ở đầu và T ở cuối. Đây sẽ là từ Robert, người máy. Down là từ hàng dọc. Five. Next century, we will have to buy food from the supermarket. Thế kỷ tới, chúng ta sẽ có một cái gì đó để mua thực phẩm từ siêu thị. Hàng ngang số 5. Có một từ mà có những cái chữ như thế này rồi. Đây, cái từ này nó sẽ là cái từ máy tính. Computer. Computer. Thế kỷ tới, chúng ta sẽ có một máy tính để mua thực phẩm từ siêu thị. 6. We will have to watch programs from other planets. Chúng ta sẽ có một cái gì đó để xem các chương trình từ các hành tinh khác. Từ số 6. Một cái gì mà có thể xem được các chương trình từ các hành tinh khác. Nhìn vào những cái chữ gợi ý này chúng ta có thể đoán được. Đây là từ television, là cái vô tuyến ấy. Television. Seven, we will have to wash and iron our clothes. Chúng ta sẽ có một cái gì đó để giặt và là quần áo của chúng ta. Từ iron, danh từ của nó là bàn là, còn động từ nó là. Cái gì mà có thể giặt và là quần áo thì nó là cái máy giặt. Washing machine. Washing machine là cái máy giặt. Trong này chúng ta có một cái từ khóa của cái trò chơi chữ này là từ appliances, là các thiết bị, các dụng cụ. Cô ra đây. Appliances là các thiết bị. Các thiết bị hoặc là các dụng cụ. Four, match the questions with the answers. Nối các câu hỏi với các câu trả lời. One, will we live longer? Chúng ta sẽ sống lâu hơn phải không? Đây là câu hỏi yes no, bắt đầu bằng trợ từ will mà chủ ngữ lại là we thì câu trả lời sẽ là yes we will hoặc là no we won't. Chúng ta tìm câu trả lời nó có dạng như vậy là được. Đây chúng ta có đáp án C là có dạng là yes, we will là đúng với cái trả lời cho cái dạng câu hỏi như thế này. Two, when will we have computers in our school? Khi nào chúng ta sẽ có các máy tính trong trường học của chúng ta? Câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi when là khi nào, là câu hỏi về thời gian. Thì câu trả lời nó sẽ có yếu tố về thời gian. Chúng ta tìm cái câu trả lời nào có yếu tố về thời gian là được. Cái câu trả lời đáp án A. Next decade. Decade là thập kỷ.
Next decade là thập kỷ tới. Đây là câu trả lời này về thời gian thì chúng ta sẽ nối với câu hỏi số 2. 3. How will we travel to the moon? Chúng ta sẽ đi lên mặt trăng như thế nào? Như thế nào? Ở đây là câu hỏi về cái phương thức đi lại, phương thức di chuyển, tức là hỏi đi bằng phương tiện gì. Thì câu hỏi mà đi bằng phương tiện gì thì câu trả lời sẽ có cái dạng là by cộng với phương tiện. Đáp án B, chúng ta có by cộng với phương tiện ở đây là spaceship, là tàu vũ trụ. By spaceship là bằng tàu vũ trụ. 4. What will help us do housework? Cái gì sẽ giúp chúng ta làm việc nhà? Câu hỏi về cái gì? Thì nó là hỏi về vật. Câu trả lời đây có vật ở đây là robots. The robots will. Những người máy sẽ. Tức là những người máy sẽ giúp chúng ta làm việc nhà. 5. Where will we live? Chúng ta sẽ sống ở đâu? Câu hỏi bằng và bắt đầu bằng từ hỏi where là câu hỏi về nơi chốn, về địa điểm. Thì câu trả lời có yếu tố về địa danh, về nơi chốn, về địa điểm là được. Đây ở đây có đáp án D là under the ocean, là có địa điểm là ở dưới đại dương. Five, complete the dialogues with will or won't. Hoàn thành các cuộc hội thoại với will hoặc là won't. One, what would you like to drink? Bạn muốn uống cái gì? I will hoặc là I won't have a lemonade, please. Ở đây có please là hãy cho tôi. Vậy thì hãy cho tôi thì chỗ này sẽ là chúng ta sẽ điền will vào. Tôi sẽ uống nước chanh. I will have lemonade, please. Là hãy cho tôi một cốc nước chanh. Two, I'm afraid Linda can't see you until 4 o'clock. Tôi e là Linda không thể gặp bạn cho tới 4 giờ. Oh, in that case, I wait. Ồ, trong trường hợp đó, tôi sẽ đợi hoặc là tôi sẽ không đợi. Ở đây người ta có chữ ồ, ồ là thể hiện cái sự như hiểu là hơi thất vọng một chút. Ồ, vậy trong trường hợp đó, tôi sẽ không đợi. Chúng ta sẽ điền won vào đây. Three, I'm very worried about my examination next week. Tôi rất lo lắng về bài kiểm tra của mình vào tuần tới. Don't worry, you'll pass. Đừng lo, bạn sẽ hoặc là sẽ không đỗ. Đây là đang an ủi, đừng lo, thì chắc chắn là bảo là bạn sẽ đỗ rồi. You will pass. Đừng lo lắng, bạn sẽ đỗ. Four, look at that dog. Don't worry, it hurt you. Nhìn con chó đó, giống như là bảo canh chừng con chó, coi chừng con chó. Don't worry, đừng lo. Nó sẽ làm đau bạn hay là nó sẽ không làm đau bạn. Ở đây có don't worry là đừng lo. Thì cái câu này chúng ta sẽ điền là won't, nó sẽ không làm bạn đau đâu. Won't. 5. It's cold in this room. Trong phòng này lạnh hoặc là trời lạnh hoặc không khí lạnh ở trong phòng này. Is it vậy á? Hoặc là thế à? I turn on the heater. Turn on là bật lên, heater. Heater là cái máy sưởi hoặc là cái lò sưởi. Một người bảo là phòng này lạnh, trong phòng này lạnh. Thì người kia bảo is it thật à?
tôi sẽ bật lò sưởi lên. Ở chỗ này sẽ là will, sẽ bật lên. 6. Answer the questions with the words in brackets. Trả lời các câu hỏi với các từ trong ngoặc. Ví dụ, do you think it will rain this afternoon? Bạn có nghĩ trời sẽ mưa vào chiều nay không? Trả lời câu hỏi này và sử dụng might. Might có nghĩa là có thể sẽ. Thì chúng ta lưu ý cái cách sử dụng might là chỉ một cái khả năng có thể trong tương lai. Và cái mức độ chắc chắn của nó hơi thấp. So với will, nếu người ta dùng will thì cái mức độ có thể xảy ra là sẽ cao. Cái câu trả lời là it might rain this afternoon. Trời có thể sẽ mưa vào chiều nay. Thì cái mức độ xảy ra cái việc trời mưa ấy thì nó rơi vào tầm khoảng 30-40% thôi. Nhưng nếu mà người ta thay might bằng will là it will rain this afternoon thì cái mức độ chắc chắn của nó sẽ cao hơn. Thì có thể là mức độ xảy ra nó vào khoảng 70-80% đấy. Và trời sẽ mưa vào chiều nay. Đấy, người ta sẽ nói cái mức độ nó chắc chắn hơn nhiều. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi bên dưới dùng might hoặc là might not. Có thể sẽ hoặc là có thể sẽ không. 1. Do you think Linda will come to the party? Bạn có nghĩ là Linda sẽ đến bữa tiệc không? Gợi ý trong hoặc ở đây là might not, là sẽ không, có thể sẽ không. Câu trả lời thì sau might và might not là động từ nguyên thể. Thì động từ ở trong câu hỏi đây là come. Thì chúng ta sẽ đặt come ở sau might not. She might not come to the party. Cô ấy có thể sẽ không đến bữa tiệc. Two, do you think Tom will be late? Bạn có nghĩ là Tom sẽ muộn không? Gợi ý này là might, là có thể. Động từ ở đây là be. Thì câu trả lời sẽ là he might be late. He might be late. Cậu ấy có thể sẽ muộn. He might be late. 3. Do you think Tony will pass the exam? Bạn có nghĩ là Tony sẽ vượt qua kỳ thi không? Hoặc là sẽ đỗ kỳ thi không? Might not, là có thể sẽ không. Câu trả lời, động từ đây là pass. Thì câu trả lời là he might not pass the exam. Cậu ấy có thể sẽ không đỗ kỳ thi. 4. Do you think it will snow later? Bạn có nghĩ sau tuyết sẽ rơi không? Gợi ý đây là might, có thể sẽ. Và câu trả lời là tuyết có thể sẽ rơi. It might snow later. 5. Danh từ là tuyết. Snowy là có tuyết. Còn snow là động từ, tuyết rơi. Later là sau, tức là thời gian tới. 5. Do you think Nga will be able to find our house? Bạn có nghĩ là Nga sẽ tìm được, sẽ có thể tìm được nhà của chúng ta không? Might not, là có thể sẽ không. Động từ đây là be. She might not be able to find our house. 6. Cô ấy có thể sẽ không tìm được nhà của chúng ta.
7. Complete the dialogues using will. Hoàn thành các cuộc hội thoại sử dụng will. 1. I've got a terrible headache. Tôi bị đau đầu nặng. Tôi bị đau đầu nặng. Bạn B đáp lại mà sử dụng will là sẽ làm cái gì đó. Tôi sẽ làm cái gì đó cho bạn. Thì ở chỗ này sẽ là tôi sẽ lấy thuốc cho bạn. I will get you some medicine. I will get you some medicines. Tôi sẽ lấy cho bạn chút thuốc. 2. Wait. Don't go. Đợi đã, đừng đi. Một người bảo đợi đã, đừng đi. Thì người kia bảo tôi sẽ ở lại. Yes. I will stay. 3. I need a new camera. Tôi cần một cái camera hoặc là cái máy ảnh. Tôi cần một cái máy ảnh mới. Bạn B đáp lại là tôi sẽ mua cho bạn một cái. I will. I will buy you one. Tôi sẽ mua cho bạn một cái. 4. What would you like to drink? Bạn muốn uống cái gì? Bạn muốn uống cái gì? Tôi sẽ. I will have. 5. Cộng với tên đồ uống. Tôi sẽ uống cái gì đó. Hoặc tôi sẽ dùng cái gì đó. I will have cộng với tên đồ uống. Ví dụ như là nước lọc. Thì là I will have. Mineral water. 5. Will you come to Đà Lạt with us? Bạn sẽ đi Đà Lạt với chúng tôi chứ? Đây là lời mời, bắt đầu bằng will. Yes, I will. 6. Speaking. 1. Choose A to D to complete the conversation, then read it with your partner. Chọn từ A đến D để hoàn thành cuộc đàm thoại, và rồi đọc nó với một người bạn. Cuộc đàm thoại giữa Phong và Tom. Phong hỏi, what type of house will you live in the future? Bạn sẽ sống ở loại nhà nào trong tương lai? Hoặc là bạn sẽ sống trong loại nhà nào trong tương lai? Câu trả lời mà có liên quan đến loại nhà. Đây, có động từ live in này. Câu hỏi có động từ live in và câu trả lời có live in này. I'll live in a floating house. Tôi sẽ sống ở một ngôi nhà nổi. Phong hỏi tiếp, where will the house be located? Ngôi nhà sẽ có vị trí ở đâu? Câu hỏi là có vị trí và ở đâu là hỏi về địa điểm, nơi trốn. Câu trả lời ở đây có ocean này, là địa điểm này. Ocean là vị trí. It will be located on the ocean. Nó sẽ có vị trí ở trên đại dương. What will there be around the house?
Sẽ có cái gì ở xung quanh ngôi nhà? Câu hỏi là there be, ở đây có câu trả lời cũng có there will be này. There will be gardens that float on the water too. Sẽ có những khu vườn mà cũng nổi trên mặt nước. What will you have in the house? Bạn sẽ có cái gì trong ngôi nhà của bạn? Câu trả lời cuối cùng là I'll have a robot to cook my meals. Tôi sẽ có một người máy để nấu các bữa ăn của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành đọc lại. What type of house will you live in the future? I'll live in a floating house. What will the house be located? It will be located on the ocean. What will there be around the house? There will be gardens that float on the water too. What will you have in the house? I'll have a robot to cook my meals. 2. Using the following suggestions, compare different types of houses with a partner. Which house do you like the most? List. Sử dụng những gợi ý sau đây, so sánh các loại nhà với một người bạn. Loại nhà nào bạn thích nhất và không thích nhất? Thích nhất và ít thích nhất. List là ít nhất. Ở đây có các gợi ý là loại nhà này, vị trí này, xung quanh này và các thiết bị. Đầu tiên là loại nhà, type of house. Có các loại nhà, floating house, nhà nổi, cottage, nhà tranh, villa, biệt thự, apartment, căn hộ. Location là vị trí. In the mountains, trên núi. On the moon, trên mặt trăng. On the ocean, trên đại dương, under the ground, dưới ngầm, surroundings là bao quanh, quang cảnh xung quanh, view of the sea, quang cảnh của biển, tức là nhà nhìn ra biển, view of the city, quang cảnh thành phố, garden, khu vườn, swimming pool, bể bơi, appliances in the room, các thiết bị trong phòng, wireless TV, vô tuyến không dây, modern fridge, tủ lạnh hiện đại, automatic washing machine, máy giặt tự động, automatic là tự động, smartphone, điện thoại thông minh, robot, người máy, automatic dishwasher, máy rửa chén tự động. Trong phần này thì chúng ta chỉ cần nhìn vào những gợi ý này rồi nói cái nhà nào, loại nhà nào là mình thích nhất và loại nhà nào thì mình ít thích nhất. D. Reading. 1. Create a dialogue and choose one option, A, B, or C, to fill each gap. Đọc đoạn hội thoại và chọn một lựa chọn A, B hoặc C để điền vào mỗi khoảng trống. I just heard the weather forecast. Tôi vừa mới nghe dự báo thời tiết. Forecast là dự báo. Weather forecast là dự báo thời tiết. Oh, what's the forecast? Oh, dự báo như thế nào? Tomorrow. Câu trả lời đây sẽ là trời sẽ như thế nào đó vào ngày mai. Ở đây chúng ta có các lựa chọn. A. It's raining. Trời đang mưa. B. It's going to rain. Trời sẽ mưa. C. It'll rain.
trời sẽ mưa. Ở đây có hai đáp án là trời sẽ mưa, bởi vì là ngày mai mà. Thì chúng ta lựa chọn là it's going to rain hay là it'll rain. It'll đây là viết tắt của it will và đọc là it'll. Thì cái sự khác biệt của hai cái cách dùng này là khi mà dùng to be, going to cộng với động từ là thể hiện một cái gì đó nó đã được lên kế hoạch, nó đã có kế hoạch sẵn. Còn khi mà dùng will cộng với động từ là nó không có kế hoạch mà sẽ nói một cái gì đó kiểu như là một cái quyết định ngay tại thời điểm nói ấy. Thì dự báo thời tiết là đã có kế hoạch sẵn là ngày mai sẽ mưa rồi, nên chúng ta sẽ lựa chọn ở chỗ này là đáp án B, nó có kế hoạch rồi, nó có dự định rồi. Có sự báo trước. Cô lấy ví dụ là khi mà chúng ta dùng cái câu là it will rain, trời sẽ mưa, thì cô ví dụ như này, thì khi cái trường hợp như này chúng ta sẽ dùng này. Ví dụ một người nhìn lên trời và nhìn thấy mây đen kéo đến ầm ập, và thì cái người đó nói là trời sẽ mưa, thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng là it will rain, chúng ta sẽ dùng will, trời sẽ mưa. Bởi vì cái câu nói đó nó xảy ra ngay tức khắc, ngay cái tại cái thời điểm nói ấy, chứ nó không có kế hoạch. Thế còn dự báo thời tiết là mình đã biết là nó có kế hoạch là ngày mai sẽ mưa rồi, thì chúng ta sẽ dùng là to be going to, là thể hiện cái tương lai gần ấy, cấu trúc của tương lai gần là có kế hoạch, có dự định, thì chúng ta sẽ dùng cấu trúc to be going to. Oh no, I dislike walking in the rain and it's a long way to school. Ôi không, tôi không thích đi bộ dưới trời mưa và đó là quãng đường dài để tới trường. Wait, I have an idea. The bus is that. Đợi đã, tôi có một ý kiến này. Xe buýt thay vào đó. Chỗ này nó sẽ có cái câu là có ý là chúng ta sẽ bắt xe buýt thay vì đi bộ. Instead là thay vì, tức là thay vì đi bộ, chúng ta sẽ bắt xe buýt thay vì đi bộ. Ở đây chúng ta có các lựa chọn sau. A, we're taking, chúng ta đang bắt xe. We're going to take, chúng ta sẽ bắt xe. We'll take, chúng ta sẽ bắt xe. Cũng giống như câu trên thôi, nó có hai cái đáp án là thể hiện tương lai. Một cái là to be going to cộng với động từ và một cái là will cộng với động từ. Thì cái sự khác biệt của to be going to và will, thì to be going to là thể hiện một cái dự định, kế hoạch, còn will là thể hiện một cái quyết định ngay tức khắc, ngay tại thời điểm nói. Thì trong trường hợp này, chúng ta sẽ chọn will take là bởi vì khi mà cái bạn kia bạn ấy bảo là tôi sợ đi bộ, tôi không muốn đi bộ dưới trời mưa, thì cái bạn này nảy ra một ý tưởng là chúng ta sẽ bắt chiếc xe buýt thay vì đi bộ. Đấy, nên là cái quyết định này được nói ngay tại thời điểm đó, được đưa ra ngay tại thời điểm nói, chứ không phải là có kế hoạch là ngày mai sẽ đi bộ. Họ chưa có kế hoạch là ngày mai sẽ đi bộ, nên chúng ta sẽ không dùng going to ở chỗ này, mà chúng ta sẽ dùng will. We will viết tắt như này, chúng ta đọc là will, 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 will take. Good idea, ý kiến hay đấy. Do you have a bus schedule? Bạn có lịch trình xe buýt không? Here's one, đây là một cái. There's a bus at 7 a.m. Có một chuyến xe buýt lúc 7 giờ sáng. Có một chuyến xe buýt lúc 7 giờ sáng. Câu này là thì hiện tại đơn, bởi vì nó có giờ at cộng với giờ đây, là thể hiện một cái việc lặp đi lặp lại hàng ngày. Ở đây chúng ta có các lựa chọn là đáp án A, that leaves là hiện tại đơn này, động từ leaves, người ta chia thêm S này. That is going to leave. Sẽ, đây là kế hoạch trong tương lai này. That will leave là sẽ xảy ra trong tương lai. Cái này không có kế hoạch, cái này có kế hoạch. Còn cái này là hiện tại đơn. Vậy nó có lịch trình và có giờ
Thì chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là hiện tại đơn, câu đó ở thì hiện tại đơn. Good. Some sandwiches for the trip. Tốt. Vài cái bánh sandwich cho chuyến đi. Đáp án A, I'm making là tôi đang làm. Đáp án B, I'm going to make là tôi sẽ làm. Và đáp án C, I'll make cũng là sẽ làm. Hai cái này cũng vẫn là tương lai, nhưng mà cái này là có kế hoạch này. Cái này không có kế hoạch. Chúng ta thấy cái câu ở cái câu nói đó là bạn ấy không có kế hoạch đâu mà lúc đó mới nảy ra cái ý định là sẽ làm bánh sandwich cho chuyến đi thôi. Chưa có kế hoạch sẵn, nên chúng ta sẽ chọn đáp án ở đây là đáp án C, I'll make. Chúng ta dùng will chứ không dùng going to. Great, tuyệt. You know, it's a long trip. What all these minutes? Bạn biết không, đó là một chuyến đi dài. Tất cả những phút đó, gì? Are we doing là chúng ta đang làm gì? Are we going to do là chúng ta sẽ làm gì? Oh, we will do là chúng ta sẽ làm gì? Vẫn tiếp nối cái ý định của cái bạn kia là nó chưa có một cái kế hoạch gì sẵn cả. Tất cả đều chỉ là nảy ra ý định ngay tại thời điểm nói thôi. Nên chúng ta vẫn dùng will trong trường hợp này nhé. What will you do all these minutes? Chúng ta sẽ làm gì tất cả những phút đó? We can read books. Chúng ta có thể đọc sách. Very funny. Well, we have to get up early. I think I'll go home now. Rất là vui. Chúng ta sẽ phải dậy sớm. Và chúng ta phải dậy sớm. Tôi nghĩ tôi sẽ về nhà bây giờ. Okay, tomorrow. Goodbye. Đáp án cuối cùng ở đây là I'm seeing you, tôi đang gặp bạn. I'm going to see you, tôi sẽ gặp bạn. I'll see you, tôi sẽ gặp bạn. Vẫn là chưa có kế hoạch. Nên chúng ta vẫn chọn will ở đây. Bây giờ cô sẽ điền lại các đáp án vào đây để chúng ta dịch cái bài này cho nó dễ dàng hơn. Bởi vì lật trang, lật đi lật lại rất là khó. Chỗ này là is going to rain. Và chỗ này là will take that leave. I'll make what will we do? Và chỗ này là I'll see you. Bây giờ chúng ta sẽ đọc và dịch lại bài này cho dễ hiểu nhé. I just heard the weather forecast. Tôi vừa mới nghe dự báo thời tiết. Oh, what's the forecast? Dự báo như thế nào? It's going to rain tomorrow. Ngày mai trời sẽ mưa. Oh no, I dislike walking in the rain, and it's a long way to school. Ôi không, tôi không thích đi bộ dưới trời mưa, và đó là quãng đường dài để tới trường. Wait, I have an idea. We'll take the bus instead. Đợi đã, tôi có một ý kiến. Chúng ta sẽ bắt xe buýt thay vì đi bộ. Good idea. Do you have a bus schedule? Ý kiến hay đấy. Bạn có lịch trình xe buýt không? Here's one. Đây là một cái. There's a bus that leaves at 7 a.m. Có một chuyến xe buýt mà rời đi vào lúc 7 giờ sáng. Good. I'll make some sandwiches for the trip. Tốt, tôi sẽ làm vài chiếc bánh sandwich cho chuyến đi. Great, tuyệt vời. You know,
It's a long trip. What will we do all those minutes? Bạn biết không, đó là một chuyến đi dài. Chúng ta sẽ làm gì tất cả những phút đó? We can read books. Chúng ta có thể đọc sách. Very funny. Well, we have to get up early. I think I'll go home now. Rất vui. À, chúng ta phải dậy sớm. Tớ nghĩ là tớ sẽ về nhà bây giờ. Okay, I'll see you tomorrow. Được. Tớ sẽ gặp bạn vào ngày mai. Goodbye. Như vậy qua đây chúng ta thấy rõ cách sử dụng và cái sự khác nhau giữa to be going to là dùng để cho tương lai gần, thể hiện một cái kế hoạch hoặc là dự định đã có kế hoạch sẵn, một hành động đã có kế hoạch sẵn. Thế còn will là thể hiện một cái quyết định ngay tại thời điểm nói. Ở đây ví dụ câu đầu tiên là it's going to rain tomorrow, là trời sẽ mưa vào ngày mai. Như vậy là chúng ta biết là dự báo thời tiết là ngày mai sẽ mưa. Như vậy nó thể hiện một cái dự định, một cái kế hoạch. Nó giống như là đã có kế hoạch sẵn ấy. Chúng ta đã biết là có kế hoạch sẵn như vậy rồi, là ngày mai trời sẽ mưa. Thế còn những cái trường hợp sau, ví dụ chúng ta sẽ bắt xe buýt này, tôi sẽ làm bánh này, tôi sẽ gặp bạn này, chúng ta sẽ làm gì này, tất cả những cái này nó không có kế hoạch sẵn mà chỉ là cái quyết định ngay tại thời điểm nói, bởi vì người ta mới nảy ra một cái ý định và người ta quyết định là sẽ làm cái gì đó. Đấy là sự khác nhau giữa to be going to và will. To raise a budget and choose the option A, B, C or D. Đọc đoạn văn và chọn lựa chọn A, B, C hoặc D. In the future, we will live in amazing new homes. Our houses will use the sun or the wind to make electricity. We won't have cookers, dishwashers, or washing machines. We will have robots to cook our dinner and wash our clothes. We will have robots to look after our children and to feed our cats and dogs. Trong tương lai, chúng ta sẽ sống trong những ngôi nhà mới đáng kinh ngạc. Những ngôi nhà của chúng ta sẽ sử dụng mặt trời hoặc là gió để tạo ra điện. Chúng ta sẽ không có bếp, máy rửa chén hoặc là máy giặt. Chúng ta sẽ có những người máy để nấu bữa tối và giặt quần áo cho chúng ta. Chúng ta sẽ có những người máy để trông nom con cái của chúng ta và chăn chó mèo. We won't use computers. We will have special remote control units. We can search the internet, send and receive emails, and order food from the markets without getting out of bed. Chúng ta sẽ không sử dụng máy tính. Chúng ta sẽ có những thiết bị điều khiển từ xa đặc biệt. Chúng ta có thể lướt mạng, gửi và nhận thư điện tử và gọi đồ ăn từ các chợ mà không phải ra khỏi giường. Ở đây chúng ta có cái từ units, là các thiết bị. We won't have TVs or CD players because we will have watches that play music, take pictures and tell time. Our cars might not use gas. They might use energy from air, water or plants. In the future, the air won't be polluted. Our world will be a great place to live in. Chúng ta sẽ không có truyền hình hoặc là máy chạy đĩa CD bởi vì chúng ta có những chiếc đồng hồ mà chơi nhạc, chụp ảnh và cho biết thời gian. Xe hơi của chúng ta có thể không sử dụng hơi đốt. Chúng có thể sử dụng năng lượng từ không khí, nước và cây cối. Trong tương lai, không khí sẽ không bị ô nhiễm. Thế giới của chúng ta sẽ là một nơi tuyệt vời để sống. Trước khi làm phần này thì cô xin sửa lại cái tiêu đề một chút, bởi vì có thể cái cuốn sách này bị in lỗi. Cái tiêu đề này chưa hết, nó còn cái chữ That is not true.
đọc đoạn văn và chọn lựa chọn A, B, C hoặc D mà không đúng. Bởi vì theo những cái câu ở đây thì chỉ có một đáp án là không đúng, còn lại những cái đáp án kia là đúng hết. 1. We won't have. Chúng ta sẽ không có. Cookers. Bếp. Robots. Người máy. TVs. Truyền hình. Computers. Máy tính. Như vậy là đáp án đúng ở đây là chúng ta sẽ không có bếp này, không có truyền hình này, không có máy tính này, và chúng ta có người máy. Như vậy là cái tiêu đề ở trên này là chọn cái đáp án mà không đúng. Như vậy là chúng ta không có robot là không đúng. Chúng ta sẽ có robot. 2. Robots will help us too. Những người máy sẽ giúp chúng ta làm cái gì đó. Cook our dinner. Nấu bữa tối. Search the internet. Lướt mạng. Wash our clothes. Giặt quần áo. Look after our children. Trông nom con cái. Trông con cái của chúng ta. Như vậy là có 3 thứ mà robot trong tương lai sẽ giúp chúng ta, đó là nấu bữa tối này, giặt quần áo này và trông nom con cái của chúng ta. Chỉ có một việc là không đúng ở đây, là lướt mạng, là robot không làm điều đó. 3. We will have special remote control units too. Chúng ta sẽ có những thiết bị điều khiển từ xa đặc biệt để search the internet, lướt mạng, send and receive emails, gửi và nhận thư điện tử, order food from the markets, gọi đồ ăn từ các chợ, feed the cats and dogs, chăn chó mèo. Theo như ở cái đoạn văn chúng ta vừa đọc thì chăn chó mèo là công việc của robot, còn điều khiển từ xa là dùng để lướt mạng này, gửi và nhận thư điện tử này, gọi đồ ăn này. Vậy đáp án không đúng ở đây là chăn chó mèo. 4. Our watches might. Những chiếc đồng hồ của chúng ta có thể. Make electricity, tạo ra điện. Play music, chơi nhạc. Take pictures, chụp ảnh. Tell time, cho biết thời gian. Vậy cái đáp án không đúng ở đây là make electricity, đồng hồ không làm ra điện. 5. Cars might use. Những chiếc xe hơi có thể sử dụng. Energy from water, năng lượng từ nước. Energy from air, năng lượng từ không khí. Energy from wind, năng lượng từ gió. Energy from plants, năng lượng từ cây cối. Theo trong bài thì đáp án C là không đúng. Ở đoạn cuối là những chiếc xe hơi có thể sử dụng năng lượng từ nước, không khí và cây cối. E. Riding. 1. Tom's brother and Linda's sister are school friends. They have just finished their exams. Write about their plans for the future. Anh trai của Tom và chị của Linda là những người bạn cùng trường. Họ vừa mới hoàn thành các cuộc thi của họ. Viết về các kế hoạch cho tương lai của họ. Holiday, kế hoạch cho kỳ nghỉ. University, kế hoạch cho học việc học đại học. Work, làm việc. Anh trai của Tom, kế hoạch cho kỳ nghỉ. No plan, là không có kế hoạch. Australia, maybe, là có thể đi Úc. Việc đi học đại học, maybe not, có thể không đi học đại học. Làm việc. Work on my father's farm, probably. Có lẽ là làm việc ở trên trang trại của bố. Chị gái của Linda. Về kỳ nghỉ. Don't think I'll have time. Không nghĩ là tôi có thời gian để đi nghỉ. Học đại học, probably. Có lẽ là đi học đại học. Work là làm việc. Who knows? Look after my sister. Ai mà biết được, chăm em gái và trông nom em gái của tôi. Tức là có thể là không làm việc. Bây giờ,
Bây giờ dựa vào cái bảng kế hoạch kia, chúng ta sẽ viết thành câu đầy đủ ở đây. Ví dụ câu đầu tiên ở bên này có gợi ý là go to Australia, là đi Úc. Thì ở trên này bạn, anh trai của Tom nói là maybe, tức là có thể. Có thể thì cái sự có thể này nó ít khả năng xảy ra, nên người ta sẽ dùng là might. Tom's brother might go to Australia for his holiday. Anh trai của Tom có thể sẽ đi Úc cho kỳ nghỉ của anh ấy. Tiếp theo là đến việc đi học, là go to university, đi học đại học. Thì ở trên này kế hoạch nói là maybe not, có thể không. Thì câu này chúng ta sẽ viết lại là he might not go to university. Cậu ấy có thể sẽ không đi học đại học. Tiếp theo là làm việc. Work on his father farm. Làm việc ở trên trang trại của bố của anh ấy. Thì trên này nó là probably. Probably là có lẽ, tức là cái khả năng có thể nó cao hơn là might. Thì chúng ta sẽ dùng thành will, là cái khả năng trong tương lai. Chúng ta sẽ dùng will nhé. He will work on his father's farm. Cậu ấy sẽ làm việc trên trang trại của bố cậu ấy. Tiếp theo là đến Linda's sister, chị gái của Linda. Đầu tiên là have time for a holiday, có thời gian cho kỳ nghỉ. Kế hoạch ở trên này là don't think I'll have time, không nghĩ là tôi có thời gian. Tại câu này chúng ta sẽ viết là cô ấy sẽ không có thời gian cho một kỳ nghỉ. Sẽ không có. Ở đây là will. Nó là cái điều hơi chắc chắn một chút, nên chúng ta sẽ phủ định nó thành won't. Won't have time. For a holiday. Chị gái của Linda sẽ không có thời gian cho một kỳ nghỉ. Chị ấy go to university, đi học đại học. Trên này kế hoạch nói là probably, là có lẽ là đi học đại học. Và cái probably này nó khá là chắc chắn. Chúng ta sẽ dùng will. She will go to university. Và tiếp theo là look after her sister, trông nom em gái của cô ấy. Trên này nói là who knows, ai mà biết được. Tức là cũng không chắc chắn lắm, có thể là ở nhà trông nom em gái sau khi học đại học. Đấy, nói về công việc thì chúng ta nói về kế hoạch trong tương lai, chúng ta có thể viết chỗ này thành might, có thể sẽ trông nom em gái. She might look after her sister. To complete the table and write about yourself. Hoàn thành cái biểu và viết về bản thân bạn. Cũng tương tự như bên trên, chúng ta lập ra kế hoạch là cho kỳ nghỉ này, cho việc học đại học này và cho công việc. Cô viết gợi ý một ví dụ ở đây. Mỗi thứ cô sẽ gợi ý một kế hoạch.
Ví dụ cho kỳ nghỉ thì cô sẽ có kế hoạch là khá là chắc chắn một chút là sẽ đi Phú Quốc. Phú Quốc. Và kế hoạch khá chắc chắn thì cô sẽ dùng ở đây là properly. Sẽ đi Phú Quốc. Có lẽ sẽ đi Phú Quốc. Đi học đại học này thì mình sẽ lập kế hoạch là đi kế hoạch dự kiến là đi kế hoạch đi du học chẳng hạn, học ở nước ngoài du học, chúng ta có cái động từ study abroad. Study là học, còn abroad là ở nước ngoài. Học ở nước ngoài có nghĩa là du học, và nó cũng không chắc chắn lắm nên chúng ta viết ở đây có thể là maybe. Còn nếu chắc chắn thì chúng ta viết là probably. Công việc có thể là làm việc cho một công ty đa quốc gia. Sau này dự định làm việc cho công ty đa quốc gia, viết multinational company. Maybe. Có thể. Bây giờ mình sẽ dựa vào những cái kế hoạch này mình viết thành câu đầy đủ giống như trên kia. Ví dụ ở đây là mình nói là mình khá là chắc chắn sẽ đi Phú Quốc thì mình sẽ nói là I will. Còn nếu mình viết chỗ này là maybe thì mình sẽ viết là I might. Might là cái mức độ chắc chắn nó ít đi một chút. I will go Phú Quốc. With my family. For holiday this summer. Tôi sẽ đi nghỉ ở Phú Quốc với gia đình vào mùa hè này. Tiếp theo là kế hoạch cho việc học đại học. Ở đây mình viết là maybe nên cái mức độ chắc chắn của nó hơi ít, mình sẽ dùng might. I might. Tôi có thể sẽ study abroad. Theo là đến việc công việc. Mình có thể sẽ làm việc cho một công ty đa quốc gia. Đấy, ở đây cũng maybe thì mình cũng sẽ viết là might. I might work for a multinational company. Như vậy là chúng ta đã giải xong bài tập rồi. Hy vọng là các em đã hiểu bài và chúc các em học tốt. Nếu thấy hay thì hãy like và chia sẻ để ủng hộ cô nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở những bài học tiếp theo. Bye bye. Thanks for watching. Hope you guys enjoyed my video. Don't forget to subscribe my YouTube channel to get more free lessons. Thanks so much. Bye for now and see you next time. Bye bye.